Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án kinh hoàng đến từ đất nước Cờ Hoa. Một vụ việc mà người đàn ông cao lớn với cân nặng gấp đôi lại đưa ra lời khai kỳ lạ là vì tự vệ mà bắt buộc phải giết chết vợ mình. Cô ấy không cho anh ta sự lựa chọn nào khác ngoài giết hoặc bị giết khi liên tục tấn công anh ta bằng hung khí là một cây kéo nhọn. Vậy sự việc này như thế nào? Điều gì đã dẫn tới mâu thuẫn chết người này? Nhưng đằng sau đó còn là cả một câu chuyện dài khi hơn 10 năm trước, cảnh sát cũng có nghi vấn lớn về cái chết của một người phụ nữ khác liên quan tới anh ta. Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện này. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 27 tháng 2 năm 2012, Toss Quinker, 44 tuổi, nhờ hàng xóm gọi cảnh sát báo rằng anh ta vừa xảy ra mâu thuẫn với người vợ 37 tuổi của mình là Rachel Winker và người vợ đã tử vong. Cuộc chiến xảy ra lúc 4 giờ sáng tại ngôi nhà của cặp đôi ở Cameron Park, bang California, Mỹ. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo. Bước vào bên trong ngôi nhà, cảnh sát gặp Toss ngay cửa và anh ta chỉ cho cảnh sát nơi xác vợ mình đang nằm một cách khá bình tĩnh lạ lùng. Sau đây là cuộc ghi âm đáng sợ mà cảnh sát ghi được khi tới hiện trường. So where is your wife? She's in. When you enter the house, you turn to the right, the first bedroom on your right. And you're sure she's dead? I'm positive. How can you be? How are you sure? No pulse, no breathing. Okay. Sau đó, họ tìm thấy Rachel nằm bất động trong căn phòng dành cho những đứa con của hai vợ chồng. Máu vương vãi khắp nơi, nhưng có dấu hiệu đã được lau chùi. Vừa nhìn hiện trường thê thảm và cơ thể đầy thương tích của Rachel, cảnh sát đã biết nạn nhân đã chết từ vài giờ trước. Pháp y lập tức được cử tới hiện trường. Ngay lập tức, cảnh sát đã tạm giữ Toss trong xe, còn ba người con của vợ chồng Winker được gửi cho một người hàng xóm tạm thời trông nom giúp. Nạn nhân có nhiều vết đâm chí mạng ở cổ và thêm những vết thương khá sâu khác, nghi do hành động tự vệ trên khắp cơ thể. Chiếc kéo dính đầy máu được tìm thấy ở gần thi thể cô. Một bộ quần áo liền quần dính máu được tìm thấy trong phòng giặt là. Cho trong lò sưởi vẫn còn ấm. Tất cả các bằng chứng này được thu thập và gửi đi để phân tích pháp y. Cái chết của Rachel khiến người thân gia đình cô hết sức bất ngờ. Các thám tử đã phỏng vấn hàng xóm và những người thân quen để tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa Toss và Rachel. Vậy Rachel đã chết như thế nào? Giữa hai vợ chồng đã xảy ra chuyện gì để rồi dẫn tới một tấm thảm kịch kinh khủng như vậy? Toss đã nói chuyện trực tiếp với các nhà điều tra trong hơn một giờ đồng hồ mà không cần tới quyền gọi luật sư. Anh ta nói với họ rằng anh ta và Rachel đang tranh cãi về việc ly hôn và quyền nuôi con. Toss nói anh ấy đã lỡ tay đánh Rachel trong cơn tức giận và khi anh ta đang xin lỗi thì cô ấy lao tới với một chiếc kéo nhọn rồi tấn công anh ta một cách điên cuồng. Và tiếp theo, như lời kể của Toss, đó là một cuộc chiến chí mạng kéo dài rất lâu giữa hai người. Rachel là một cô gái rất mạnh mẽ, cô ấy vô cùng bạo lực và tấn công anh ta. Toss tuyên bố anh ta đã phải cố gắng chiến đấu cho cuộc sống của mình khi người vợ trở nên bạo lực và mất kiểm soát như vậy. Anh ta mô tả lại trường hợp gây án khi đó. Đó là một tình huống giết hoặc bị giết. Vì vậy, anh ta chỉ tự vệ mà thôi, không hơn không kém. Nhưng có vấn đề không hợp lý trong câu chuyện của anh ta, ngay lập tức được các nhà điều tra phát hiện. Toss Quinker từng phục vụ trong quân đội với vị trí là phi công chiến đấu. Anh ấy cũng là một người đam mê súng và là một tay súng hàng đầu của lực lượng không quân Hoa Kỳ. Chưa hết, Toss còn là một võ sĩ, anh ta có thể lực rất tốt, là một người khỏe mạnh. Trong khi Rachel, người phụ nữ mà anh ấy gọi là tình yêu của đời mình, thì là một người phụ nữ khá mảnh dẻ và xinh đẹp. Chắc chắn, khi xảy ra xung đột, Rachel không thể nào trở thành một mối nguy hiểm với một cựu quân nhân từng nhiều năm được huấn luyện và phục vụ trong quân đội như Toss được. Ngoài ra, giữa họ đang có một cuộc hôn nhân rạn nứt do có một người thứ ba xuất hiện trong câu chuyện bi kịch này. Cùng tìm hiểu về điều này trong quá khứ, cảnh sát đã có được thông tin sau. Sau khi tốt nghiệp trung học, Rachel Winker theo học bằng cử nhân kinh doanh tại Đại học bang Sonoma ở California. Sau đó, cô ấy làm việc tại một vài công ty nhỏ.
Chỉ vài tuần sau khi gặp Doss Winker lần đầu, cô ấy đã sa vào lưới tình với người đàn ông có cách cư xử lịch lãm và cuốn hút này. Cô quyết định kết hôn với anh ta. Trong 7 năm hôn nhân, ba đứa con của họ lần lượt ra đời. Trong ngôi nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Trong suốt 7 năm hạnh phúc của cặp đôi này, những người xung quanh đều nhận xét họ là cặp vợ chồng lãng mạn, luôn dành những lời có cánh cho nhau. Tuy nhiên, một nhân chứng đã tiết lộ cho cảnh sát thông tin quan trọng rằng thời gian gần đây, Rachel đang ngoại tình với một người đàn ông khác và dự định sẽ ly hôn chồng, rồi đưa các con dọn đến sống với nhân tình. Khi được hỏi về mối quan hệ ngoài luồng của vợ mình trong quá trình thẩm vấn, Toss thừa nhận việc đã biết vợ mình ngoại tình đã hơn một năm qua. Nhân tình của cô là một người đàn ông có tên là James White. Anh ta cũng từng phục vụ trong quân đội là một lính thủy đánh bộ, đồng thời cũng là một võ sư. Theo Toss, vào sáng ngày Rachel qua đời, Toss đã cố gắng nói chuyện với vợ với hy vọng sẽ hàn gắn cuộc hôn nhân của họ và cho những đứa con một mái ấm hạnh phúc với đầy đủ cha mẹ. Nhưng trái ngược với mong muốn của Toss, Rachel nhất định muốn ly hôn. Cô đe dọa nếu anh ta cố giành quyền nuôi các con, cô sẽ bảo người tình của mình dạy cho Toss một bài học. Điều này khiến cả hai nhanh chóng xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Toss kể lại rằng, trong cơn giận dữ thì vợ mình đã cầm kéo trên tay, lao tới tấn công anh trước. Anh ta giằng được kéo khỏi tay vợ. Trong lúc xô sát, anh ta đã đâm trúng cô vài nhát để tự vệ rồi chạy ra khỏi nhà. Nhưng sau đó, suy nghĩ lại, anh ta sợ trong cơn giận dữ Rachel có thể làm hại các con, nên anh ta đã quay trở lại. Lúc này, Rachel điên cuồng lao tới tấn công Toss một lần nữa. Và tiếp theo, đôi bên đã có một trận vật lộn dữ dội gây ra nhiều thương tích. Toss mô tả tình huống lúc đó là trận chiến sinh tồn, sống hoặc chết. Mọi thứ mà Toss khai cố gắng lái tình huống sang việc tất cả những gì anh ta làm chỉ là tự vệ. Dù người đàn ông này có hình thể và sức khỏe hơn hẳn vợ, khi Rachel chỉ có chiều cao là 1m6 và nặng 49 cân, thì Toss có cân nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể của cô ấy. Và như thế, rất khó có khả năng Toss bị đặt vào một cuộc chiến sinh tồn với một người phụ nữ nhỏ bé hơn hẳn anh ta. Nỗi sợ hãi của Toss về việc Rachel có thể làm tổn thương các con cũng mâu thuẫn với nhận xét của các nhân chứng khác rằng cô là một người mẹ tận tụy, hết mực yêu thương các con. Rachel có tính cách hiền hậu và chưa từng thấy cô có hành vi bạo lực với bất cứ ai. Chưa hết, căn cứ vào những vết máu có vệt lau chùi ở hiện trường. Khi thẩm vấn, Toss cũng khai rằng đã lau dọn căn phòng đẫm máu và ném dụng cụ lau dọn đó vào lửa. Hành động này được coi là rất bất thường trong mắt cảnh sát. Tại sao, sau khi xô sát với vợ và thấy cô ấy đã bất tỉnh, điều anh ta làm không phải là gọi cấp cứu mà lại bỏ mặc cô ấy nằm đó và lau dọn căn phòng? Sau đó, anh ta ném những dụng cụ lau dọn vào lửa. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tâm lý của một người vừa gây ra thương tích hoặc ngộ sát vợ. Người đàn ông này dành nhiều thời gian để dọn dẹp bằng chứng và chỉ nhờ hàng xóm gọi 911 sau khi án mạng đã xảy ra được 6 tiếng. Tại sao anh ta cần nhiều thời gian như thế mới gọi 911? Anh ta đã nghĩ gì và làm những gì trong suốt thời gian 6 tiếng đồng hồ đó? Tại sao anh ta không trực tiếp gọi 911 mà lại là nhờ người hàng xóm? Trong khi cảnh sát tới hiện trường thì anh ta lại rất bình tĩnh và khẳng định được vợ mình đã chết, không mạch, không thở. Tâm lý của người đàn ông này có rất nhiều điểm mâu thuẫn. Trong khi Toss bị giam giữ, cảnh sát xem xét kỹ những bức ảnh chụp bàn tay anh ta vào đêm xảy ra vụ án. Toss chỉ có vài vết chảy xước ngoài da nhẹ ở trên tay do kéo gây ra. Tuy nhiên, theo các thám tử, số vết thương và mức độ vết thương trên cơ thể của Rachel không khớp với câu chuyện tự vệ mà anh ta nói. Nó quá nhẹ để nói rằng anh ta đã trải qua một cuộc chiến sinh tồn, giết hoặc bị giết. Khi đó, có một người bạn của Rachel nói với cảnh sát rằng vợ của Toss từng tiết lộ Toss là một kẻ nói dối bệnh hoạn, đồng thời gọi anh ta là kẻ đáng sợ, một con quái vật. Lúc này, cảnh sát cũng thẩm vấn James White, người tình của Rachel, để lấy thêm thông tin. Người đàn ông đang vô cùng đau khổ khi biết tin Rachel đã chết. James thẳng thắn thừa nhận đang có mối quan hệ tình cảm với Rachel. Theo James, hai người gặp nhau từ 2 năm trước tại sân bay nơi Rachel làm việc.
James làm công việc bảo trì ở đó và cuộc tình của họ bắt đầu khoảng một năm trước và ngày càng trở nên sâu đậm. Vì vậy nên, James muốn chung sống cùng với mấy mẹ con Rachel. Hai người đã lên kế hoạch dành phần đời còn lại bên nhau. James cho biết đã giúp Rachel làm giấy tờ ly hôn và giành quyền nuôi con vào hôm trước khi cô qua đời. Ngoài ra, theo James, Rachel từng kể với anh rằng Toss từng cố thuyết phục cô giả bị tai nạn xe hơi để lấy tiền bảo hiểm. Không chỉ có vậy, James cũng tiết lộ một thông tin quan trọng. Đây không phải là lần đầu tiên bạn đời của Toss mất mạng. Trước đó, Rachel đã kinh hoàng phát hiện ra một bí mật của chồng, đó là Toss cất giấu cho cốt người vợ đầu tiên trong một chiếc hộp và lén đặt dưới gầm giường nhà họ. Toss giải thích với Rachel rằng đây là cho cốt của vợ cũ đã chết vì tai nạn xe hơi. Tìm hiểu về người vợ này, cô có tên là Catherine. Theo hồ sơ, Toss và Catherine kết hôn được 8 năm trước khi Catherine qua đời vào năm 1999 ở tuổi 32. Cảnh sát hạt Eldorado sau đó lập tức liên hệ với các nhà chức trách ở bang Georgia, nơi xảy ra vụ tai nạn chết người của Catherine, để hỏi thêm về vụ việc này. Nhưng bất ngờ là, khi được hỏi về Toss Winker, Ricky Johnson, phó cảnh sát trưởng của văn phòng cảnh sát trưởng hạt White, đã nói rằng lần này anh ta đã giết ai vậy? Từ câu nói của người phó cảnh sát trưởng hạt White, thì cảnh sát hạt Eldorado càng khẳng định được Toss có vấn đề và anh ta từng bị nghi ngờ gian dựng một vụ tai nạn để giết người trong quá khứ. Nhưng các nhà chức trách khi đó không đủ bằng chứng để buộc tội anh ta. Catherine gặp và kết hôn với Toss chỉ một thời gian ngắn sau khi gặp anh ta. Khi đó, cô 23 tuổi và cảm thấy trúng tiếng sét ái tình với người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ này. Sau một chuyến cắm trại định mệnh, Catherine đã không thể nào quay về nữa. Ngày 26 tháng 9 năm 1999, Catherine thiệt mạng khi chiếc xe tải mà cô lái lao qua một bờ kè trong khu vực nhiều cây cối và bốc cháy dữ dội. Toss lúc đó ngồi ở phía sau xe bị văng ra ngoài nên sống sót sau vụ tai nạn. Toss không hề bị thương, thậm chí không có vết chảy xước, bầm tím hay vết cắt nào trên cơ thể sau cú ngã đó. Cũng giống như lần của người vợ thứ hai mất mạng, khi đó Toss không gọi 911 mà nhờ người khác thực hiện cuộc gọi hộ anh ta. Khi các nhà điều tra tới hiện trường, theo lời khai của Toss, hai vợ chồng đi cắm trại và anh ta bị côn trùng cắn. Vì bị dị ứng với một số loại nọc của loài bọ này nên khiến anh ta cảm thấy mệt mỏi và khó thở. Toss cho biết đó là lý do tại sao anh ta lại ra phía sau xe ngồi. Trên đường, vợ anh ta lái xe đưa chồng nhanh chóng đến bệnh viện. Catherine bị mất lái và lao xuống dốc qua bờ kè khiến chiếc xe bị lật cháy dữ dội và cô mắc kẹt bên trong. Nhưng khi đó, Toss ngã văng ra khỏi xe và vì lúc này vẫn bị ảnh hưởng bởi nọc của loài côn trùng mà anh ta dị ứng, nên anh ta đã quá yếu để có thể giúp vợ thoát khỏi đám cháy của vụ tai nạn khủng khiếp đó. Tuy nhiên, kỳ lạ là sau vụ tai nạn, Toss không còn khó thở, cũng không có dấu vết côn trùng cắn. Những chi tiết này khiến cơ quan điều tra nghi ngờ. Trong ghi chép của cảnh sát còn lưu, khi đó Toss đã tự kê khai là mình bị chảy xước và bầm tím đầu gối sau vụ va chạm khi ngã khỏi xe. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định rằng Catherine vẫn còn sống vào thời điểm chiếc xe bốc cháy, đủ lâu để khiến phổi cô đầy khói và bụi than. Trên cơ thể cũng không có thương tích gì khiến cô mất phản xạ khi tai nạn xảy ra và không thể chứng minh được đó là một vụ giết người, mặc dù có rất nhiều nghi vấn. Toss cũng tỏ ra rất vô tội, không hề lo lắng gì trong suốt quá trình điều tra. Cuối cùng, cơ quan chức năng không có đủ bằng chứng để có thể đưa ra cáo buộc về vụ tai nạn này. Cái chết của Catherine được kết luận là một tai nạn. Toss Winker nhận được 1,2 triệu đô từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của vợ, với điều khoản được chi trả gấp đôi trong trường hợp Catherine tử vong do tai nạn. Và hắn đã đạt được mốc chi trả cao nhất mà bảo hiểm có thể chi trả cho cái chết của người vợ này. Tất cả những điều trên khiến người thân của Catherine nghi ngờ, đặc biệt là em gái của cô. Nhưng họ cũng không có bằng chứng gì
để chứng minh việc Catherine qua đời do mưu sát. Lúc này, để tránh nghi ngờ về cái chết của Catherine có liên quan đến mình sau khi nhận một khoản tiền lớn, Toss còn tỏ ra suy sụp, giả bệnh. Hắn cạo đầu và cạo cả lông mày sau vụ tai nạn này để giả vờ bị bệnh ung thư. Anh ta cũng tỏ ra bất ổn tâm lý sau cái chết của vợ. Quay trở về với vụ án ở thời điểm hiện tại, sau khi xem xét kỹ, phân tích pháp y ủng hộ giả thuyết rằng tuyên bố tự vệ của Toss là không đúng, căn cứ vào hướng tạo ra, độ sâu và vết thương của anh ta. Họ khẳng định những vết thương này là do chính anh ta tự gây ra sau khi giết chết vợ mình. Tương tự như lời khai của Toss trong 6 tiếng sau đó, anh ta chỉ quanh quẩn ở nhà dọn dẹp và cho lũ trẻ ăn uống. Họ tìm thấy những dấu vân tay rất mới của Toss trên bình sữa, trên bát ăn ở trong bếp và một vài gói ngũ cốc. Nếu ở thời điểm này Toss đã bị thương ở tay thì những vật này phải dính máu. Nhưng ngoài dấu vân tay của Toss và tụi trẻ, hoàn toàn không có dấu vết máu của anh ta để lại trên những đồ vật này, chứng tỏ thời điểm này những vết thương trên tay của anh ta chưa có. Và anh ta chỉ gây ra những thương tích này khi chuẩn bị nhờ người hàng xóm gọi 911. Căn cứ vào lời khai không hợp lý và những chứng cứ pháp y đã phủ nhận hoàn toàn lời khai tự vệ của Toss. 2 ngày sau cái chết của Rachel Winker, Toss bị buộc tội giết người. Phiên tòa xét xử Toss bắt đầu vào ngày 23 tháng 9 năm 2014. Tại tòa án, lịch sử về những hành vi đáng lo ngại của Toss được đưa ra. Anh trai của Rachel cho biết, Toss từng công khai hành hung Rachel tại một quán bar ở San Diego vào năm 2006. Người đàn ông này cũng nhiều lần nói dối sếp của mình rằng anh ta mắc ung thư. Cha của Rachel làm chứng rằng Toss Winker từng đề nghị con gái mình gian dựng một vụ tai nạn xe hơi, giả vờ Rachel lái xe lao xuống vách đá nhằm lấy tiền bảo hiểm. Bạn trai mới của Rachel cho biết cô từng nói rằng nếu có bất cứ điều gì xảy ra thì hãy chú ý tới Toss Winker. Những ảnh chụp tử thi cũng được luật sư bên Nguyên mang ra trình bày trước ban hội thẩm. Mang ra so sánh, nhìn vào những vết thương khủng khiếp đầy trên cổ cô ấy, đây không phải là hành động tự vệ. Thậm chí, nhìn vào sự khác biệt về thương tích giữa bàn tay cô ấy và bàn tay anh ta. Luật sư Schroeder tiếp tục trình diễn các bức ảnh cạnh nhau trước tòa án. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Toss thừa nhận việc giết hại Rachel. Thậm chí thú nhận rằng anh ta muốn vợ chết. Toss cũng thừa nhận rằng Rachel đã van xin trước khi anh ta giết cô ấy. Cô ấy đã nói, chúng ta sẽ giải quyết điều này, chúng ta sẽ giải quyết điều này. Rachel đã cầu xin trước khi Toss tàn nhẫn xuống tay đoạt mạng. Luật sư bào chữa nói, Toss mắc chứng rối loạn phân ly, có tiền sử bệnh tâm thần và từng phải nhập viện trong thời gian còn phục vụ trong quân đội, cũng như khi làm việc cho công ty dược phẩm. Ngày 22 tháng 10 năm 2014, bồi thẩm đoàn đã cân nhắck trong một giờ trước khi tuyên bố Toss Winker có tội. Anh ta bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 26 năm vì tội giết Rachel. Toss nói trong phiên xử cuối cùng rằng, tôi chỉ muốn nói rằng, thưa quý tòa, tôi cảm thấy hối hận sâu sắc về những gì đã xảy ra đối với gia đình Rachel, đối với gia đình tôi và đặc biệt là đối với các con tôi. Về cái chết của người vợ đầu tiên là Catherine, thì vụ việc cũng không có tiến triển mới, đến tận bây giờ cũng không thể lật lại được và nó vẫn được coi như là một vụ tai nạn. Em gái của Catherine vẫn đang hy vọng vào một cuộc điều tra mới về cái chết của Catherine. Cô nói, tôi chỉ đấu tranh để có câu trả lời và muốn công lý cho chị gái mình. Dù vậy, Toss không bị buộc tội liên quan đến cái chết của Catherine. Vụ việc khép lại mà không được điều tra thêm. Toss Winker hiện vẫn bị giam giữ tại nhà tù bang San Quentin ở hạt Marin, California. Nói về động cơ của Toss trong vụ Catherine, thực sự mình cũng tin rằng anh ta đã dàn dựng vụ tai nạn này vì tiền bảo hiểm. Bởi vì một loạt những chi tiết vô lý sau đó đã khiến chúng ta cảm thấy sự việc này lấn cấn. Tuy nhiên, cũng không có bằng chứng cụ thể nên mình sẽ không phân tích sâu
và động cơ của vụ việc này. Còn hắn đã sát hại Rachel vì không muốn cô ấy rời đi, cũng không muốn sau khi ly hôn phải chịu chu cấp tiền nuôi con. Sự oán hận vì bị phản bội. Anh ta đã biết vợ ngoại tình được 1 năm rồi, nhưng vẫn không ly hôn, âm thầm chịu đựng. Và đến khi cô nhất quyết rời đi, như một giọt nước làm tràn ly, khiến hắn ra tay tàn nhẫn với cô ấy như vậy. Và có lẽ cũng vì một lần trước trong vụ án Catherine, hắn đã không bị bắt, không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi tàn ác của mình, nên hắn nghĩ rằng hắn có thể qua mặt cảnh sát được một lần nữa, giết Rachel và toàn quyền nuôi 3 đứa trẻ. Thực sự thì đây cũng là một bài học về sự buông bỏ. Khi mà không còn tình cảm nữa thì chia tay. Mình phải chấp nhận được điều đó. Không thể vì người ta muốn rời đi mà mình ngăn cản được. Mỗi người đều có quyền tự do và phải biết chấp nhận. Mình nỗ lực sống sao cho tốt nhất thôi. Đừng vì oán hận, vì sự ích kỷ, toàn tính cá nhân mà gây ra những sự việc chính bản thân mình phải hối hận sau này. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết thúc câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng tôi, hãy bấm đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.